Thắng cừu có nghĩa là ngựa hay bò em? Ngựa. À ngựa đấy ạ. Đây thắng cố ngựa nghĩa là nó gọi là thập cẩm đấy. Dạ dạ dạ. Cả lòng cả cuôi. Tất cả các bạn ăn này như một đặc sản vùng miền. Nó gọi là thập cẩm. Ồ, cái lòng của nó này, nó ngon chưa? Lòng non của nó này. Đây. Thôi có ăn một tí giúp mình không? Món mới các bạn ơi, ngựa nướng chấm vào cái này cái đi cho nó khác vị đi, ngựa nướng. Thầy Vu kính mến. Thầy Vu đâu còn nữa mà kính mến. Cao tốc 05 Nội Bài Lào Cai. Sapa, chúng ta chuẩn bị tới Sapa rồi. Đây, làng kìa. Ui, sửa nhà kìa. Nhà cao tầng này. 4:40. Nhanh mẹ. Chưa, vẫn chưa tới Sapa mà. Không, nhưng mà về nhà đẹp chưa? Không, có gì mà đẹp. Nhà cứ sát sát nhau thôi, nhưng mà đẹp. Đẹp cao tầng. Giàu. Giàu chứ, gần đây giàu chứ. Giàu ơi, cứ rút rồi. Ngon lắm đúng không? Rút thì không có. Giàu hơn là cậu Duyên rồi. Không có nè, cậu Duyên làm chủ tịch nước mà lại không giàu bằng bọn này đâu. Tức là ở trong đó người ta không chú trọng về căn nhà nó nhiều. Ở ngoài này là cứ phải tính nhau tính gái, cứ phải cái nhà cao cửa rộng đã.
còn trong kia thì người ta để ra tiền làm ăn hoặc là cứ làm đâu ăn đó cũng được. Trong kia là ăn dâu, ăn ở ngoài kia chủ yếu ăn dâu. Đúng rồi, thì có bây giờ ông mới cấm lái xe không được không reo. Thế là chúng ta có thu tiền nó không biết à. Đây kết thúc này, cao tốc nội bài Lào Cai năm 256 cây là kết thúc. Sao nó bảo là còn đây tiếng nữa cơ mà mày bảo gần đến nơi 47 phút nè, à 47 cây nè tới nơi. Đây hết cao tốc rồi đấy. Sao mình ngáng đường kìa? Sao lại mình ngáng đường nhỉ? À mình về bên này, mình đi lên. Đi ngang. Ừ, hình như đây là cửa khẩu đó cậu ạ. Bên kia là Trung Quốc à? Sang Trung Quốc đi. Đây này. Cửa khẩu. Ơi, cửa khẩu Tân Thanh như sao á? Bên này là cửa khẩu. Hiếu đang chủ đi Trung Quốc này. Trung Quốc sợ mất thành gầy đến bắt mất chết. Đây chắc cửa khẩu đấy, bên kia là Trung Quốc rồi đấy. Chú Hảo, chú Trung Chỉ à? Bên kia là chú Hảo, chú Trung Hảo rồi. Trung của xin hẳn. Vậy à? Chú Chỉ à? Ê, à. Ây à, đây xin hẳn à. Thị trấn Sa Pa, thằng Tiến, 47 cây nữa. Mày xin hẳn à. Quốc đây, chụp cái cầu. Thôi. Xanh giới. Đâu. Thành phố Lào Cai này đi xe rất là ngớ ngẩn nhá. Xem là gì phim cái ta phim tộc lão. Xem là đã buồn ngủ đấy cậu. Không. Xem đi cũng được. Hiểu cái gì? Đang tập trung ở đây này. Đâu phải ngắm quan sát đây này. Đâu phải lúc nào đi lên đây rồi. Phải. Cái phim nó về nhà ngồi coi không làm được. Phải để đi Sapa. Lúc nào coi cũng được. Còn bây giờ. Đấy, mình đi rất là lịch sự. Tháng nào năm nào. Rẻ là phải xin nhan chứ không phải cái anh bịt số 18. Thái lọ kia đi, xe rất là đẹp. Té là không có xi nhan luôn. Đó, xe đó. Đây là chắc là bến xe này. Tự nhiên của nó đó. Đây là bến xe này. Bến xe hả? Cháu nghĩ nó vậy, sao mà xe đậu nhiều nhỉ? Hay là thị xã? Không, chắc là điểm tập kết cho taxi. Thị xã Sa Pa đây này. À, Sa Pa quên còn bao nhiêu cây nữa? 33 cây nữa. Được, cho nên đây là thành phố Lào Cai. Thì biết rồi, ý cậu nói là từ thành phố Lào Cai lên thì trấn Sa Pa là vòng 30 cây nữa. Đó, nó vừa đề 33 cây à? 40 cây. Mấy? 40 đến nhà chú ấy. Thế nó đề 33 cây à? 33 bến thì trấn và về nhà chú nó 7 cây. 40 cây nữa tới đích. Bắt đầu đèo núi rồi đấy. Rừng núi à mô. Thôi chắc là có lẽ là vào chỗ, mua thuốc cho mở đi nhỉ? Không. Có mua thêm không? Bảo mua này, Hiếu bảo là để lên đây mua thuốc nước đây. Thôi. Không đấy là nhá. Thuốc nước thì chỗ nào mà nó mấy những quét thôi uống được. Đây, Sa Pa đường lên Hà Nội này, Hà Nội sẽ lên cao tốc này. Đấy bây giờ mình chạy thẳng ra Sa Pa này. Như vậy là cái cao tốc đã Hà Nội bán. Ừ vậy thôi nhá. Ừ tí nữa chúng ta bắt đầu leo đèo để lên thị trấn Sa Pa. Đường thì đẹp hơn Hà Giang mọi người. Không có lẽ là đến lên thị trấn Sa Pa xem. Cái thằng mà người gọi điện này này mà hai trong nhà, cái thằng vừa gọi điện trước đó là thằng ba trong nhà. Cái thằng đường mới đầu thấy khá là đẹp đấy các bạn, còn đi sâu vào thế nào thì cũng chưa biết, nhưng mà khá là đẹp. Chúng ta bắt đầu leo đèo. 4 năm anh em trên này hết. Ở quê chỉ có một thằng thôi. Có nghĩa là bây giờ quê một thằng coi như nhiệm vụ là đổi núi nhà thờ vậy. Ờ. Nhà
dốc cũng cũng ác đấy các bạn ạ, nhưng mà đường xá được đẹp hơn đường xá Sapa. Nhưng mà độ tức của các dốc thì không thể bằng bên Hà Giang được. Vậy là lên đèo là bên Hà Giang nó tức và đèo, nó đèo đường nó nhỏ hơn nhiều. À đây chuẩn bị có đây là đường cứu nạn chứ. Đây chuẩn bị cua tay áo này. Cứu nạn là một thắng nữa, một thắng lại đi lên đấy. Đó là đường cứu nạn. Ông ấy được có một cô gái. Còn cũng 5-6 thằng con trai. Thi thiệp. Đúng rồi, trên này có container đi nên là đường nó phải to. Còn trên Hà Giang tuyệt đối không bao giờ có container. Quá sạc cua kinh chờ. À, thị xã Sapa này. Đó là thị xã à? Tưởng là đợt trước là thị trấn đúng không? Bây giờ là thị xã Sapa rồi. Thị xã. Ừ. 25 cây nữa chúng ta sẽ đến địa điểm du lịch. Cái này là sự hội tụ giữa đất và trời, giữa mây và gió. Nơi hội tụ giữa đất mây và núi này chứ nhỉ. Nơi hội tụ quá đẹp các bạn ạ. Cảm nhận là đầu tiên mình đi trên này á thì con đường ở Sapa nó to hơn là đường Hà Giang rất là nhiều, mặc dù nó cũng đỉnh núi rất là nhiều điểm dốc. Nó đua cua cũng ác nhưng mà nó không bằng Hà Giang nhiều. Nó sẽ không bằng Hà Giang nhiều. Đó, núi đồi này. Thấy chưa mọi người? Xin ăn. Quá đã. Chứ phải đi chơi thì thôi. Bê ném vực nhìn giờ. Ê. Đi đường đèo khá là nóng tại vì đi số thấp. Nóng động cơ nhỉ. Còn tây à? Tây á. Ồ lên trên này thì tây thì nhiều. Đấy, mình đang rẽ vào cái đường tránh chỗ này. Hắn nối liền cái cầu mà đoạn mà mình đi đường dưới là mình đi lố lên đấy, tức là cầu này chưa thông được. Xe tải nó vả mình xuống, mai mốt là sẽ chạy đường này chứ không có chạy qua cái đèo. Mai mốt đi sẽ là đỡ đèo rất là nhiều các bạn ạ. Đỡ cái đoạn đèo này, đúng rồi. À, ruộng bậc thang này. Ruộng bậc thang ác chưa? Ồ, đẹp chưa ruộng bậc thang kìa. Các ngôi nhà đảm bảo phía dưới này. Ở đây cách thị trấn thị xã Sapa độ khoảng chục cây nữa. Chục cây hơn chục cây. Trên này họ đang đốt nương, đốt rẫy này. Gia đình nghề Tây. Mẹ đóng cửa đây mẹ. Hello mọi người, hiện tại Hiếu đã tới thị xã Sapa.
Mình vừa mới từ thành phố Lào Cai đi lên thị xã Sapa. Thì hiện tại mình cách thị xã Sapa khoảng vài cây nữa thôi. Chỗ này là cái chỗ cây cầu làm chuẩn bị hoàn thành xong rồi, xong rồi đấy. Thì mai mốt sẽ không có leo đèo từ thành phố Sapa lên từ thành phố Lào Cai lên đây nữa. Rất là đẹp. Trên này có em của cậu đang chờ rượu thịt trên này. Em của cậu mở khách sạn ở trên thị xã Sapa đang chờ rượu thịt các bạn nha. Tối nay lại rượu thịt Sapa thôi. Cảm nhận lần đầu tiên trên đây thì mình vẫn thấy là nó khí hậu nó vẫn chưa có lạnh. Nó cũng nói chung là 6 giờ chiều thì nó mát là mát rồi, chỗ nào nó cũng mát rồi. Chưa có gì để đặc thù nhưng mà được cái vẻ đẹp rất là đẹp luôn. Ở Hà Giang có vẻ đẹp riêng của Hà Giang nhưng ở Sapa có vẻ đẹp riêng của Sapa nhá. Mọi người đang đốt nương để chuẩn bị cày cấy lại kìa. Đó mọi người ạ. À, đẹp quá, cuộc đời là phải đi thôi, mình đi khởi mào để sang năm vợ con lại đi tiếp thôi. Đang đi xe một anh bốn chân Land Cruiser Bajado. Rồi. Xe của chủ tịch. Đã gặp cái anh xe kia đi bò. Làm chúng ta sẽ phải bò theo đúng không? Đó. Đường nó như run này. Ê, cái này mẹ phải lên Hà Giang. Mẹ mà lên Hà Giang chắc mẹ không dám đi. Đặt, nhìn đồng hồ nó thấy choáng. Không, cần nhìn cái này, nhìn xuống vực thôi. Ừ, chỗ này nó đỡ. Vừa thôi. Mình thấy thầy cơ tế là mình cũng vừa. Vượt mọi người. Đấy. Vượt đường đèo là vượt dứt khoát nhá, không nhân nhừ. Cảm thấy có cơ hội là vượt, đạp thốc ga vượt. Đi đường đèo mà nhún chân là xong ngay. Xe đường dưới vực nó là xe đường dưới nó lao xuống. Đang lao dốc này rất là nguy hiểm. Ôi, trên này là bán hoa này. Rừng núi giang tay nở biển xa, xa đi vòng tay lấp núi sơn hà, mặt đất treo em ta về. Rượu thịt Sapa đang chào đón cậu cậu cháu mình. Cậu nhê, tối nay uống rượu ngô nhê. Không say không say không về. Không uống đâu. Vợ không cho uống đâu. trên anh em nhà cậu có mấy đó, em cậu mở khách sạn nhà nghỉ ở trên Sapa ấy. Mấy em là mấy anh đó đang chờ trên đó. Đi du lịch thế này chúng ta có người quen người thân á, cũng rất là tiện. Tiện không phải là mình tiện về tiết tiền gì, nhưng có những người dân địa phương ở đây này, đi đâu làm gì họ cũng sẽ nói cho biết được những khu này khu kia, rất là tiện. Và thứ hai là lên có dịp lên nhân này gặp anh em nữa nó càng vui. Bún chén cơm. Cậu đi du lịch ăn bún chén cơm sợ thật. Bây giờ phải thấy hơi gió mát này, còn chưa thấy cái gì là nó lạnh. Nhưng mà có thể là tối Sapa nó sẽ lạnh các bạn. Mát nhỉ, đã thật. Đó là cái mèo ấy chứ cái mình không trồng ở đây được đâu. Dạ, cái mèo nó đặc thù nó chịu lạnh được. Nên cái xui mình không có trồng được. Tha phin. Nên trên này là những cái bán làng. Xin hẳn cho hẳn. Những cái bán làng là rất là tên rất là hay. Gió. Ở đây thì đất vẫn đang còn rất là nhiều. Ở trên Hà Giang thì thật núi đá tai mèo không. Người dân thật sự là trồng được một cây rau khổ. Ở đây thì nói chung là vẫn đất nhiều. Ô đường trên nó đang xây khách sạn cái gì nó quanh tráng cậu nhỉ? Thì đấy. Chắc chắn là khách sạn. Cậu bảo nó xây hoành tráng. Đấy, rất là hoành tráng luôn. Đó, nhìn kìa. Thế kìa, trước mặt này bác này đang xây này, cái đẹp này.
đá phìn là 2,5 kg đi đường 2,5 km là đi đường tay phải, đá phìn đó kinh không, người ta giàu càng giàu hơn đấy nhỉ. Đấy mọi người thấy không, chùa bậc thang kìa. Xây được giá thành nó cao lắm cậu, làm nhà trên này rất là khó khăn. Xây một căn nhà đó ở dưới mình, em ở mình phải xây được 2 căn. Đường xá ở trên Sapa rất là đẹp, còn cậu lên xa trên Hà Giang thì trời ơi nó vận chuyển được mà đi, nó phải đeo bằng tay bằng cùi nữa này, gùi đi, xe đâu có vào được, đổ ra ngoài á, đổ dốc 9 độ. Ê, cái gì này, rau gì này? Ơ, rau gì này? Không, không phải câu trả cái gì á? Rau gì á? Ồ, ngờ. Ý nói là một chòm rau cải để lại đó. Ờ, người ta làm để người ta lấy hạt làm giống. Cái rau gì á? Cái rau gì đang trồng thí điểm ở đây này. Đấy. Bên tay phải này rất là nhiều cậu này. Bây giờ mới nhìn thấy. Đây, đi lấy củi về đó. Những người dân trên này họ cứ người nhỏ lùn lùn mà. Hình như là cái dạng như là cây củ cà rốt ấy. Dạng như thế. Đây là cà rốt. Không biết. Ôi ôi, núi rừng này. Sợ chưa, đẹp chưa nhỉ? Quá là đẹp. Thì lên độ cao mà cầm mà. Trên này độ cao kinh lắm. Đang còn lên cao lên nữa kia kìa. Ta bảo là lấy giấy lút tai vào. Biệt ù tai á, mà bịt mũi thơm mạnh nhá. Là hết bịt. Bịt mũi thơm mạnh là nó xì ra bằng hai lỗ tai á. Đấy. Đây trên Sapa chuyên trên Hà Giang còn cao nữa. Đường là đi đường này mày này. Là cổng tân đường đèo này luôn. Đường đi tắt đây à? Đó, là đường đi chứ đâu có tắt tết gì đâu mẹ. Đây này, ở đây là đi Lai Châu này. Còn đi rẽ bên tay trái là xuống thị xã Sapa, thị trấn Sapa. Thị xã Sapa là nơi không du lịch. Quảng cáo râm với những gì rồi bác. Đắt đường là bây giờ đường nó vẫn đang ngoằn nghèo lắm. Mua được cái nhà trên này bắt ít tiền à. Đắt tiền lắm ạ. Con mà có nhiều tiền là con mua một căn ở đây ngay. Hay là đến cho vợ con ra ở một tháng rồi về. Tết nhất đi ra chơi. Nếu như mình quá nhiều tiền cậu nhỉ. Tội gì vậy? Ở đây em nói là bác cũng ở đây cũng như là mình không đi cần phải đi đâu. Đúng rồi. Đâu cần đi đâu họ mang đến tận mồm. Xong rồi mai mốt mình không ở nữa thì mình bán đấy. Trời, hưởng thụ cuộc sống nếu mà quá nhiều tiền. Khoảng 30-40 tỷ là cháu làm ngay chuyện đó. Bởi vì bây giờ mình không có cái gì thì mình mới chấp nhận chứ. Đẹp chưa? Đã tới sao? Tới phát là nhìn nó đẹp hẳn thế này. Đấy, bắt đầu đến rồi đó. Đến các... Đá nó bắn. Đấy. Bạn không đẹp cứu chú đâu đúng không? Đấy, chưa đừng có chê vôi. Mai mốt mình rất đẹp, đẹp đi. Mình đã tới thị xã của Sapa. Nhà nghỉ Hà Bắc này. Chỗ này nhà khá là đẹp đấy. Chà bao nhiêu đường dốc. 1,8 cây nữa là tới cậu. Nhà nghỉ gì? Không, mà số 575 điểm đường Điện Biên Phủ. Căn nhà ở gần thôi. Khách sạn chắc là cửa riêng đúng không? Ừ. Những căn nhà đẹp chưa? Minh Hằng Hotel Homestay 715. Đấy, phố đã lên đèn. Thì cho ra bà Thanh ra đi gặp đó. Chị mày đây.
Có nhận ra không ạ? Nhìn trên cao này, cho nhìn trên cao xuống thành phố rồi dưới đèn không đẹp lắm. Lát nữa xem. Chị đây. Chị nào? Chị trong làn da tôi làm biết có chị trong làn. Ôi giời ơi, thằng cố này. Thằng cố ngựa Tuấn Anh này. Ui cái nhà hàng nó kinh thế. Nhì. Mẹ bảo không bằng cái rút nữa đi. Nhà hàng kinh không? Đấy khách du lịch này. Ra đào ra có cái nhà hàng này. Đấy khách du lịch đấy. Đào lao. Dám kêu không bằng cứ rút nói nghe vào. Đến đấy mà nói như vậy nó cười vào mũi đấy. Hổ mất về. Thì đấy, trên này thì đều là dốc thế này hết mà. Ơi đẹp chưa này? Đấy, đẹp bằng cái rút chưa? Hay là không bằng cái rút? Mua đứng xuống, mua đẹp. Mua đứng xuống. Đó. Và thắm nhập là có bằng 1/10. Mường Thanh kìa, bằng Mường Thanh Sapa thì đâu có Mường Thanh. Đến rồi đó cậu ạ. Hả? Đến rồi đó. Sắp tới rồi. 300m rồi. Đây đạt đường đến phủ xuống nhà đây 478 rồi. Sắp tới rồi. Ô đường này là nhiều tiền lắm đấy. Đường này là đường lớn đấy, đường trung tâm đấy. Nhà mi coi như bán cả nhà ra có được mét ở đây đâu. Dân tộc quán Sapa. Ở đây nhà hàng Sapa TV đâu ta? Nhà hàng Sapa TV đâu? Bất động sản này. Đây có đánh địa chỉ ở đây không đấy? Có chứ. Tới rồi cậu này. Thằng cô A Nguyên này. Tới rồi đây. Cậu nhìn số nhà đây xem. Đang nhìn số nhà đây. Đường Điện Biên Phủ. Thị xã Sapa. Trời ơi nó hoành tráng ghê luôn đấy. Các nhà hàng mọc lên đều thắng cố lợn mẹt gà đen. Mình đang đi tìm cái nhà hàng Sapa TV mà cũng chưa thấy đâu. Dân tộc quán Sapa hay là kia ta? Hay là cái đúng rồi, nhà hàng dân tộc quán Sapa kìa các bạn kìa. Đó là nhà hàng Sapa TV đấy. Trời ơi. Đại gia kinh khủng cũng làm YouTuber. Kinh khủng kìa. Bạn thấy chưa đó? Dân tộc quán Sapa kìa. Đó là nhà hàng Sapa TV đấy. Có chứ. Thành phố Sapa. Hóa đá. Đấy, trung tâm quảng trường Sapa. Sở mốt đẹp chưa? Cũng là thành phố du lịch. Hiếu đã tới thị xã Sapa rồi mọi người nha. Đẹp chưa? Đó, khách sạn đi thang máy luôn nhá, sướng chưa? Quá là sướng, Hiếu tắm xong rồi, bây giờ đi uống rượu thôi. Uống rượu thắng cố thôi. Wow, đến với Sapa, gió các bạn ạ. Lạnh thì nó còn chưa lạnh, mình vẫn đang mặc áo cộc tay này. Nhưng mà gió ha. Ôi. À, mình ở khách sạn là... Mình ở khách sạn VIP Sapa các bạn nhá. Mình ở lầu 3. Phòng VIP là 1.2 triệu, mà nhớ phòng là 700 các bạn, 700 một phòng, khá là đẹp luôn. Thành phố Sapa chào đón, thị xã Sapa chứ, chào đón Hiếu nhá. Đoàn Hiếu lên tới đây, Hiếu đã quá là đã luôn. Vừa phải tắm rửa xong. Phòng ốc đẹp lắm các bạn ạ, tuyệt vời. Giường đôi đẹp, thường là 700, còn VIP là 1.2 triệu, đẹp dã man. Một lần các bạn đến với thành phố Sapa thì đẹp lắm. Xung các bạn cứ ở nhà nhìn qua YouTube thì nó không chiều mẹ, không cụ thể lắm đâu. Đến đây nó mới kinh khủng này. Ôi gió mẹ nhỉ.
đẹp không, sầm uất không? Ở nhà hàng Sapa TV kia các bạn, dân tộc quán Sapa. Thằng cổ An Nguyên, đoàn mình bắt đầu đi ăn. Xe đẹp thế. Thằng cổ An Nguyên ngồi cái nhà hàng kia thật. Các loại rượu. Thằng cừu không, người này ngựa hay bò em? Ngựa. À ngựa đấy ạ. Thằng cố ngựa nghĩa là nó gọi là thập cẩm đấy. Dạ dạ dạ. Tất cả các ăn này cẩm. Lên Sapa là phải ăn thằng cố. Sàng trí rất là đẹp, phải bằng những cây tre này. Dạ, cháu mày, cho anh các chú. Dạ. Hết ly, hết ly, hết ly. Cái này cái vị nó khá là lạ này. Cái đấy nó là ớt, tương ớt. À tương ớt ạ. Tương ớt. Cả nhà đây. Dạ. Chúc các chú sức khỏe nhá. Dạ. Lên Sapa uống ăn thằng cố uống rượu. Ôi ngon quá. Ô cái rượu này là rượu gì vậy chú? Sao uống mà nó lại thơm cái miệng thế nhỉ? Ô lạ lắm nhá, mai phải hỏi cái chú cái công thức này để mang vào kia ngâm mới được. Uống vào rất là thơm. Cháu Hoa mời các chú. Đây là bánh phở. Thưởng thức trước nghe, review trước. Bánh phở à. Dạ bánh phở cuốn lại. Giống như bánh cuốn trong mình. Đây có quế, hồi. Tương ớt xay nhỏ à. Nhưng mà công thức của nó ngon lắm. Mùi vị rất là thơm luôn. Đâu, đây. Đang anh em đang ngồi nhà hàng cái gì thắng cố này. Đợt ông mất về. Chấm này ngon lắm, chứ vị nó tuyệt vời ngon luôn. Cái rượu này nó uống tuyệt vời lắm này. Đây mình phải hỏi công công thức cái rượu này. Thắng cố, thắng cố ngựa đấy nha, thịt ngựa đấy. Thịt ngựa chứ không phải thịt bò, thịt trâu đâu. Chưa bao giờ được ăn thịt ngựa. Chưa bao giờ được ăn thịt ngựa à? Nó khó ăn nhưng mà thôi cố. Nó là thịt rừng. À dạ. Ờ cháu xin. Ờ cháu mời nha. Không được. Hôm nào cháu ăn bên Hà Giang rồi. Ăn để thưởng thức mà. Nói chung là chỉ có mình cháu là được ăn thôi. Còn cháu cũng được đúng không ạ? Sau. Nướng 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 nướng. Ồ, cái lòng của nó này nó ngon chưa? Lòng non của nó này. Có ăn một tí
Long su hào anh? Ngông ngông su hào à? Không, cái cây đó là khác. Không, ngông su hào đây là ngông su hào. Ô, đặc sản đấy. Tuyệt vời. Cán cổ ăn rất là ngon nha. Thịt này, thịt nữa, cái lòng ăn rất là dai, giòn. Ăn sướng lắm, ăn làm đồ ăn rất là sạch. Ơi, anh chắc cũng được. Nhưng mà món mới các bạn ơi. Lâu ngày quá. Ngựa nướng. Uống rồi. Chấm vào cái này cái đi, cho nó khác vị đi. Ngựa nướng. Anh thì là trong người non bệnh nên mà bệnh nhiều lắm. Em thế đủ. Dạ. Đủ hết. Kiểu được rồi. Ừ, rất là ngon. Nhìn bạn nghe, sữa bữa đồng bệnh này. Ai còn sống. Cái mèo à, em thì mông hả? Con này đắt hơn hả? Đúng rồi, con này 200. Con này 120, con này 200. Em rút ra anh xem. Cầm này là may uống rượu và đi chém nhau thì sao ta? Cái đấy thì dùng để... Cái đó chịu đúng không? Dùng để đi dùng. Có cái đeo không? Đấy. À. Cái điều này bổ dài thôi. Rồi để em xem.